Em mời anh vô. Vô. Dạ vô. Dùng đi anh. Đại ca đi đại ca. Dạ mời anh. Em vô đây ngồi với đại ca nè. Chào anh. Thôi vậy thôi. Em ngồi đây chơi với đại ca nha. Anh đi ra ngoài có tí công việc. Ngồi gần lại đại ca. Đại ca chơi vui vẻ nha. Tụi bay. Em đẹp quá. Buông ra. Làm gì vậy? Em đi đâu? Ok. Em có thể về. Nếu em muốn không có cơ hội học nghề, em nhìn lại bản thân mình đi. Đã qua một đời chồng rồi. Nếu bây giờ có dấn thân một chút để đạt được mục đích của mình sớm hơn thì có chết ai đâu. Cầm lấy. Anh Dũng có rất nhiều nơi có thể giúp cho em được. Hiểu không? Lại đây em. Lại đây. Rót rượu cho anh đi em. Học sinh tới rồi này cô giáo ơi. Hôm nay học sinh tới trễ nửa tiếng đó nha. Cô giáo đừng bắt học sinh úp mặt vô tường là được rồi. Lấy sách vở ra đi.
Nếu Lan cảm thấy thoải mái thì Lan cứ dựa cho người hùng cũng được. Ừ. Thôi, kỳ lắm. Không được nhìn vậy chứ. Thôi, vô học tiếp đi. Mình vô học hả? Làm gì mà em khóc hoài vậy? Không phải em đã chịu ở với anh rồi mà. Anh lừa tôi. Các người đã gài bẫy tôi. Đồ khốn nạn. Em đẹp lắm. Người như em không đáng phải sống khổ cực đâu. Nghe lời anh đi, anh thương. Nếu em ngoan ngoãn với anh á, thì em sẽ có tất cả. Cái thằng Công Xíu á, nó mắc đuôi mắc mù, nên nó mới không trân trọng em. Nhưng mà anh á, thì khác. Công đâu? Tôi muốn gặp Công ngay bây giờ. Ok. Chờ anh chút nha. Tại sao? Tại sao lại để anh ta? Tại sao? Anh cũng đang định tìm để hỏi em đây. Anh nói là chỉ đến ngồi ở đó để tiếp khách thôi. Chứ ai kêu em đi khách sạn? Ừ? Em không biết nữa. Khi tỉnh dậy, em thấy mình ở đây rồi. Thôi. Bỏ đi. Như vậy cũng tốt mà. Không phải ai cũng được anh Dũng để mắt tới đâu. Nếu em khôn khéo á, thì cơ hội đổi đời sẽ nằm trong tầm tay em thôi. Nín đi. Có cái gì đâu mà khóc. Môn yếu nhất của Hùng là môn vật lý. Cho nên Lan sẽ soạn cho Hùng ôn bài theo hệ thống, dễ nắm bắt hơn. Bắt đầu từ hôm nay cho tới ngày thi, mình sẽ dành 50% thời gian để học môn vật lý. Cụ thể là ngày mai mình sẽ... Hy vọng cách chạy nước rút.
tóm gọn và tổng quát giáo trình của mình với môn vật lý sẽ giúp Hùng nắm rõ và nhớ kiến thức hơn. Phải ít nhất là 6 điểm cho môn này, Hùng mới có khả năng thi đậu trường kiến trúc. Nè, dịch thấy ghê à, mày kéo ra toilet á, cho nó hết một ít thuốc đi, nhớ là một ít thôi, đủ để cho nó thèm phát điên lên được rồi. Đại ca ơi, nhớ chưa? Em không có làm mấy vụ này được đâu, lỡ công an nó bắt được ở tù thì sao? Yên tâm đi, giờ này còn sớm, công an không mò đến đây kiểm tra đâu. Mày muốn có tiền sai không? Dạ, dạ, lên. Dạ em đi. Mình đi em. Gì? Ra ngoài này nhảy. Thử không em? Em sợ lắm. Sợ cái gì? Đời sống bây giờ ngắn ngủi lắm. Thử cho biết. Em sợ. Sợ hả? Mai mà anh thấy trước đây đâu rồi. Bây giờ em có cố cũng chẳng lợi ích gì đâu. Chồng em nó cũng bỏ em rồi. Nó cũng quay lại với em không? Bây giờ em đang có cơ hội được sống lại em đó. Lựa chọn đi. Không. Vô. Ừ? À, em có muốn ra nhảy không? Ok, vậy em ngồi đây nha. Em đẹp lắm. Người như em không đáng phải sống khổ cực đâu. Nghe lời anh đi, anh thương. Nếu em ngoan ngoãn với anh á, thì em sẽ có tất cả. Ê, đi đâu của em? Anh đứng đây làm gì? Xích ra đi. Ừ, sẵn tiện vô trong á, xem Tuyết Nghi giùm nha. Coi nó bị sốc thuốc hay không. Nãy giờ lâu rồi nha. Đại ca, xuống đi đại ca. Đi về đi. Dạ em về. Phải thoát khỏi thằng này càng sớm càng tốt. Nó xem những đứa con gái xung quanh nó chỉ là những món hàng. Ngồi xuống đi em. Thuốc của tôi đâu? Ừ. Dạ. Thuốc của tôi đâu? Cứ từ từ.
Muốn coi nó thì phải chiều anh đã. Sao tự nhiên vắng khách vậy ta? Ngày đông ngày vắng, thất thường như tụi con gái vậy đó. Kiểu này mình học bài thì cũng tiện, nhưng mà sao buồn ngủ quá. Thằng Hùng nó muốn dẹp quán hay sao á, mà nó giao cho mình quản lý luôn à. Ôi may quá, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Sáng gì giờ vậy? Quán vắng tanh à. Thì tại mùa mưa, tại nghe dịp hè, mấy trường gần đây á cho sinh viên hết trơn rồi, vắng khách là phải. Ờ, em nghe người ta nói á, muốn làm ăn lâu dài thường người ta phải trừ ra một khoản tiền cố định để bù lỗi vào những dịp này á. Ừ, mong cho hết mùa mưa. Ê mấy đứa, thơ của anh được đăng báo rồi nè. Hả? Đâu? Đâu? Đâu đâu? Đưa em xem đi. Đăng báo nào vậy anh? Đây nè. Trời ơi, anh giọng giỏi quá à. Nè, anh gửi cho báo này á, từ lúc anh 18 tuổi tới giờ, gửi mấy trăm bài thơ luôn á. Bây giờ mới có bài được đăng á. Một niềm báo trước cho sự nghiệp văn chương sắp tới của anh á. Chắc chắn anh sẽ đậu vào đại học xã hội nhân văn á. Đâu 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 đâu, chưa một lần đến thăm mà lòng em đã nhớ. Biển vẫn xanh nhịp thở, mặn mà vào tháng năm. Lên. Dạ. Vẫn ở đâu rồi? Đâu rồi? Sao đại ca? Lên lấy thêm 20 tép. Em hả? Đưa em chìa khóa đại ca. Ừ. Mà thôi, để tao lấy. Dạ. Đại ca, bán cái đó làm gì? Lời được bao nhiêu đâu, mà lại còn nguy hiểm nữa. Mày ngu quá đi. Cái chính á, là tao muốn thâm nhập vào băng nhóm của tụi nó. Sau khi có một vị trí nhất định, sẽ có đủ sức để làm nhiều việc hơn. Dạ.
Dạ, em nghe đại ca. Dạ, em đang lấy hàng nè. Dạ dạ, bây giờ em chuẩn bị đem qua nè. À đại ca, nhớ cho em mượn vài tay sát thủ. Dạ dạ, cảm ơn đại ca. Đại ca, anh mượn hắn làm gì? Mượn tay của nó để xử thằng Hùng. Tao không muốn thấy nó vượt qua kỳ thi đại học lần này giống như kỳ thi tốt nghiệp lần trước. Đi. Dạ. Không được rồi, hắn cho người hại anh Hùng, hay là mình báo cho anh Hùng biết. Như gì anh? Dạ, 20. Là cho em gửi. Dạ, cảm ơn anh, lần sau quay lại ủng hộ em nha. Anh ơi, cho em hỏi. Tới tìm Hùng đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Nó đi ôn thi rồi, tối mới về. Em có chuyện gấp cần gặp anh Hùng. Có cách nào sớm hơn được không anh? Chỉ có thể là buổi tối. Dạ. Nè em. Dạ. Có chuyện gấp cần gặp thằng Hùng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy qua nhà Lan đi. Anh cho em địa chỉ đi. Cẩn thận nha Lan. Từ từ thôi. Ráng lên đi Lan. Ráng lên. Ủa, ba nói là đến tối ba mới về mà. Chắc không phải đâu. Lan cứ ngồi đi. Tại vì ba của Lan có chìa khóa mà. Cậu Hùng ở đây nè cô. Dạ. Cậu Hùng ơi, có cô này tìm cậu nè. Chào chị Lan. Ủa, Mai, sao em biết? Em hỏi anh Huy, em có chuyện gấp lắm muốn nói với anh. Có chuyện gì em cứ nói đi. Em muốn gặp riêng anh 5 phút thôi, được không? Hai người cứ tự nhiên đi ha. Đợi chút đi. Em nói đi. Hùng, có chuyện gì quan trọng lắm hả? Mai báo tin cho Hùng. Công xéo đang thuê giang hồ, quyết định không cho Hùng thi đại học. Hả? Không sao đâu, Lan đừng có lo. Không có cách đối phó với hắn mà. Nợ cũ chưa trả xong mà hắn đã gây thêm nợ mới rồi. Hùng định đối phó thế nào? Đừng có cố chấp quá. Cô giáo yên tâm đi. Trò suốt ngày ở trong nhà học bài, làm sao mà gây sự được. Ê, mấy đứa, bộ không tính ôn thi đại học sao? Giờ lại còn lăng xăng ở đây nữa. Giờ ôn cũng không vô đâu anh ơi. Với lại làm ở đây vui hơn, học hỏi để mốt kinh doanh nữa. Em mua về chai mấy năm, học buôn bán chưa đủ sao? Không được rồi, phải gọi cho thằng Hùng hỏi mới được. Không để cho mấy đứa thiệt thòi. Ê, Quy Quy Quy. Hả? Anh giọng á, sao hôm nay anh nói chuyện tỉnh quá vậy? Thấy ghê ghê làm sao á. Tôi cũng thấy ghê á bà. Ê, nó về rồi kìa. Cái thằng này linh thiệt.
Trời ơi, đẹp trai quá à. Ê, khỏe không anh? Về à? Ông mình nó đi lại, đúng lên. Ê, biết anh này đẹp trai giống như diễn viên Hàn Quốc vậy hả? Sao giờ có nhiều người đẹp quá. Trời ơi, nhưng mà anh này đẹp nhất. Đúng rồi đó. Thôi đi, không có. Anh ơi, cho em xin tấm hình nha. 1 2 3. Cảm ơn, cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nha. Cảm ơn, cảm ơn. Trời, cảm ơn nha, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cho em gửi thẻ anh ơi. Thưa anh Mập, tiền xe hôm nay thu được gần 400 ngàn. Tốt. 70. Ừ. 120. Ừ. 230. Tốt, tốt. Thôi, dẹp, dẹp. Không làm nữa, thi đại học, thi đại học. À, không có được, không có được. À, không được, không được, không có được. Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Ê, sao vậy Quy? Hai người định đóng cửa quán luôn hả? Công sức của tôi với bé Thơm bỏ ra làm sao? Ờ, đúng rồi đó. Quán bây giờ khách vô quá trời, đóng cửa là uổng lắm đó. Nhưng thực ra anh Trọng nói đúng đó. Mình tạm nghỉ mấy ngày để hai người còn ôn thi đại học nữa chứ. Tụi này chỉ bán buổi sáng, còn buổi chiều đi học. Không nhất thiết phải nghỉ đâu. Phải đó. Còn đống trái cây nằm trong chổng nữa kìa, phải xử lý hết đống đó thì mới nghỉ được chứ. Không là lỗ đó nha mấy ông. Tụi em đừng lo. Lỗ bao nhiêu anh chịu hết. Hả? Anh Giọng, hôm nay trúng số hả? Rồi, 12 giờ đúng luôn. Hiểu ha? Hiểu rồi á. Mấy đứa đừng có giỡn nữa. Anh nói thiệt, anh quyết định á, tặng lại cho Hùng toàn bộ số tiền mà Hùng đã mượn anh. Dạ. Nhờ Hùng á, anh mới tốt nghiệp được tú tài. Số tiền đầu tư đó có đáng là bao? Anh, anh có nhớ là bao nhiêu tiền không? Không phải là vài trăm ngàn đâu nha. Suy nghĩ kỹ lại đi. Anh biết mà. Nhưng mà nhờ em á, anh mới cầm được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trong tay. Anh nói thiệt á, số tiền mà anh bỏ ra ôn thi đi ôn thi lại nhiều hơn số tiền mà anh cho em mượn gấp mấy lần luôn. Wow. Vậy là anh nói thiệt hả? Ừ. Với một yêu cầu, mấy đứa phải lo tập trung ôn thi đại học. Thi xong đi muốn làm gì làm. Thì cũng phải để tuần sau đóng cửa chứ. Đúng rồi đó anh. Đâu có thể nó nghỉ là nghỉ ngay được. À, anh, à, mặc dù anh nói vậy, nhưng em vẫn không thể lấy số vốn này được. À, chị nào ra chuyện đó mà. Anh đã quyết định tặng cho em toàn bộ số vốn. Giờ không lấy phải không? Anh lấy lại, anh lấy lại à. Vậy á, coi coi như là em dây anh đi. Khi nào có, em sẽ trả. Thôi, anh không có lấy lại đâu. Anh chỉ muốn là mấy đứa phải tập trung ôn thi đại học. Đừng để khi đi vô phòng thi xong, cái nhận bài thi xong á, cái tự nhiên trong phòng thi mặn mới hỏi đào câu 2 bài 4, làm sao bây giờ? Câu này tôi cũng ngây đơ. Thôi nộp giấy trắng, chờ ngày này năm sau. Thôi, à, coi như là chuyện tiền bạc mấy đứa khỏi lo. Lo tập trung thi đại học đi nha. Dạ. Chúc chúng ta thi đại học thành công. Thi thành công. Ừ. Thi đại học thành công. Quá đỉnh. Em ngồi đi. Ý
Điều gì đã khiến em muốn về quê khi chưa tích lũy được vốn liếng và nghề nghiệp mà em mong muốn? Em không muốn bị cuốn vào lối sống như thời gian qua. Nó khiến em quá mệt mỏi. Anh cho em mượn vốn về quê làm ăn đi. Em sẽ tích góp trả cho anh sớm thôi. Em không thể như vậy được. Anh đang cần em. Và bản thân của em cũng sắp có nhiều tiền rồi. Ráng một thời gian nữa rồi hãy về. Không, em không muốn tiếp tục nữa. Nếu như anh không vì em mà giúp đỡ thì em đành tìm cách khác vậy. Anh muốn cho em coi cái này. Anh nói là chưa phải lúc mà. Anh đưa đây. Tại sao lại quay phim hả? Kỷ niệm của hai ta sẽ lưu giữ mãi mãi chứ. Chân thật quá phải không? Anh buồn ra. Nếu như mà em không nghe lời của anh á, thì những hình ảnh này sẽ được phát tán liền. Biết điều đi em. Hiểu chưa? Em làm cái gì vậy? Em trao đồ lên cho anh thôi. Em muốn làm cái gì cũng được hết á. Miễn sao đừng có làm cho anh buồn là được rồi. Ngoan ngoãn nghe. Vô, bà đại ca. Dạ em chào mấy anh. Để đây ngồi nè. Dạ anh. Chào em. Mới ở đâu đến vậy? Em mới ở nhà đến. Hôm nay lại đây phục vụ đại ca đi. Ở đại ca cứ thoải mái đi ha. Để chuộc lỗi. Có gì anh cho em xin mấy thằng đệ ra ngoài bằng kế hoạch. Dạ đại ca. Tụi mình đi đi. Dạ đại ca. Ở đây phục vụ đại ca cho tốt đó. Mấy ngày nay không gặp. Em vẫn khỏe chứ? Anh ăn gì không? Em gấp cho anh ăn nha. Sao? Về rồi hả? Đi làm về mệt rồi phải không? Em ngồi đi.
Cho em đi nước lọc uống nha. Em có chuyện gì muốn nói với anh hả? Anh nên dừng lại việc hãm hại Hùng đi. Em lo lắng cho nó hả? Bọn người của Dũng Cầy mà ra tay là có án mạng đó. Em cũng hiểu chuyện đó. Em hãy lo cho thân của em trước đi đã. Tuyệt đối đừng có làm cho anh hoặc Dũng Cầy phật ý. Em sẽ không có chỗ để mà dung thân đâu. Đâu không? Đâu không? Từ từ thôi. Alo? Anh Hùng, là em, Mai đây. Ờ, có chuyện gì không Mai? Anh đang bận. Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh. Em có lỗi, em xin lỗi. Nhưng xin anh hãy tin em một lần này trước khi quá muộn. Có chuyện gì? Em cứ nói lẹ đi. Công Sếu đang tổ chức người để hại anh đó. Anh mau trốn đi. Ở đây em nói chuyện không tiện đâu. Mình gặp nhau ở đâu đó. Địa chỉ em sẽ nhắn sau cho anh nha. Có chuyện gì vậy Hùng? Có chuyện gì nghiêm trọng phải không? Ừ. Mai nói là cần gặp riêng để nói cho Hùng biết. Có vẻ như là cô ấy không được tự do. Ừ, vậy Hùng đi gặp cô ấy đi. Biết đâu có thể giúp được gì thì sao. Nhưng mà phải cẩn thận nha. Ừ. Có ai theo dõi anh không? Không. Công Sếu nói là sẽ làm đó. Hắn không buông tha cho anh đâu. Tại sao bây giờ em lại... Lại đứng về phía anh chứ gì. Nếu Công biết em tới đây gặp anh, hắn sẽ không tha cho em đâu. Nhưng em không sợ điều đó. Em không sợ điều đó. Em đã mắc quá nhiều sai lầm với anh. Em muốn có thể làm một điều gì đó cho anh. Chẳng còn mong điều gì. Chỉ là để lòng mình được thanh thản thôi. Anh hiểu rồi. Chuyện cũ anh cũng đã quên. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Dạ mời chị. Anh biết em đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, cuộc đời rồi sẽ không đi về đâu hết. Hãy nghe anh, về quê làm lại từ đầu đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Nhưng thì em không nhận đâu. Em cũng không muốn trở lại quê nữa. Ở đó em chẳng có điều gì để hy vọng cả. Có lẽ đây chính là số phận của em rồi. Em cứ cầm lấy đi. Về hay không á, em cứ suy nghĩ và quyết định. Anh thì không hy vọng nhìn thấy em ở đây. Trong hoàn cảnh này. Anh phải đi rồi. Em bảo trọng. Sơn Đen. Sơn Đen. Dạ dạ. Dạ đại ca kêu em. Mày đi lên kêu con Mai xuống đây. Dạ. Đại ca ơi, con Mai nó trốn mất rồi. Mày nói cái gì? Nó bỏ trốn rồi đại ca ơi.
Đại ca ơi, em tìm khắp nơi mà không thấy nó. Gọi điện thoại thì không được. Giờ làm gì hả đại ca? Đại ca, bây giờ sao đại ca? Thằng khốn nạn, tao kêu mày canh chừng con nhỏ cũng không xong. Đúng là cái đồ vô dụng mà. Mau đi tìm thêm mấy đứa khác, lôi cổ nó về cho tao. Đi. Đi. Con gái ông Thần Tài, con gái ông Thổ Địa. Con tên là Nguyễn Hoàng Huy, bạn bè thường gọi là Huy Mập. Con gần sắp thi đại học rồi. Con xin hai ông phù hộ cho con thi thật tốt. Nếu mà kết quả thành công á, con sẽ ăn chay một tháng và cúng hậu tạ hai ông.